Chú anh chị ơi, bữa nay về được chiếc vỏ 9m2 của dạng nam cô chú anh chị. 9m2 lái 1m4. 9m2 xe tải nha. Vỏ siêu tải nha. Chiếc này tải được 2 tấn rưỡi. Phần mũi có dập dập có làm lại cô chú anh chị. Giá nhà hơi xấu. Công lượng trong là chưa lủng bể, đây bên trong 2 mũi, công chưa gãy, chưa lủng, chưa bể, lượng cũng vậy nghe cô chú anh chị. Này giá chiều quay hơi hơi mờ, phía sau có kéo 4 dây công cao lên để đóng sạp chạy. Bộ máy xài bật cây mũ 60 nha. Này phía sau lái chiếc này lái ngang đúng 1m4 nha cô chú anh chị, tải được 2,5 tấn. Lường trong thì công chưa gãy, chưa lủng, chưa bể, phần mũi có bể có chỉnh sửa lên nha, để quay kỹ cho cô chú anh chị coi. Đây phần mũi đây có bể giá nhà. Nói chung giá nhà thì nó hơi xấu hơn thợ, bao chắc cho cô chú anh chị. Vỏ bên trong còn khá đẹp nha cô chú anh chị. Bên mình có bán vỏ vui vỏ mới nè, cô chú anh chị có mua liên hệ luôn nha, ship được các tỉnh luôn, có nhận gia công dàn cầu các loại, inox kẽm cũng có luôn. Rồi chào cô chú anh chị.